Kỳ quá, đội với đội này kỳ quá. Dừng lại. Cho mẹ Giang. Ủa anh Giang nè, mẹ đẩy nè. Đẩy sao nhanh vậy, giờ đẩy lại đi, đẩy lại đi. Đó luôn Giang nha. Ăn gian nữa là coi chừng bị phạt. 1, 2, 3 bắt đầu. Ôi lại hay vậy. Ủa vẫn ăn đi đâu, xa quá vậy. Ủa sao mẹ có một cái lực rồi là khủng khiếp vậy ta. Mẹ Giang. Ủa Giang nào, mẹ đẩy vậy ta. Đẩy sao nhanh vậy, giờ đẩy lại đi, làm lại đi. Cho luôn về nha. 3, 2, 1 lượt về bắt đầu. Thôi đẩy chưa, đẩy trước rồi. Rồi chơi lượt thứ 3 là vô chung kết nè. Ê ngờ cũng đua chứ bộ. Đẩy chưa, đẩy chưa, đẩy chưa. Ba với mẹ là một điều, giờ ai thắng cho mày là thắng nè. Tụi con là giờ bị loại rồi. Dạ. Không, bây giờ dân anh qua phụ qua đẩy nè. Ủa, đúng không, đúng không? Hay thua mà để giành chiến thắng, để giành chiến thắng, để giành chiến thắng. Ba hay thua mà hay qua ba. Rồi chuẩn bị nha.
Dạ. Trận chung kết 3, 2, 1, bắt đầu. Chưa làm gì? Mẹ cũng mới không kịp với ba. Thấy chưa? Ai nói chơi ba thua phải. Đội chiến thắng được đưa ra một hình phạt bất kỳ cho đội thua cuộc. Lêu lêu đội thua nhé. Em đội chiến thắng đã yêu cầu người thua là một điều mình mong muốn rồi. Rồi đội thua kèo qua đây là thực hiện kìa. Thôi mẹ đi lên, em lặng rồi. Mẹ đi lên. Con tự lên. Kỳ quá, đội này kỳ quá. Dừng lại. Các mẹ với thì anh bơi qua đó quay lại. Mẹ ẩm đây rồi. Bơi giỏi, bơi giỏi. Bơi một vòng không được dừng lại nha. Một vòng là sao là... Bơi lên đó xong bơi ngược lại. Không được dừng lại. Con đó cũng sạch. Rồi anh sạc là... Mẹ dân với lại giờ thì anh phải bơi lên đó bơi vòng về không được ngược lại. Bơi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Vô. Quay mạnh lên, quay nhanh lên, lãng luôn. Đây là tập bơi nè, cái chân thẳng ra. Rồi quạt nước, quạt nước. Quạt nước, quạt nước. Rồi bơi đi. Rồi đuối rồi, đuối rồi, đuối rồi. Ráng lên hai em. Hai em ráng lên. Ráng lên hai em. Rồi thua, không được. Bơi thêm một vòng nữa. Không được dừng lại thở, bơi thêm một vòng nữa. Rồi đội thua rất đoàn kết. Nhà mình phiêu lưu kiến.